Hôm đấy là một ngày có bão cát đánh thuộc quần, con tàu chiến lê lết từng mét trên sa mạc tiến về ngọn tháp trời trong truyền thuyết. Đang đi êm thì nguyên con quái vật cắt tấn công làm cả con xe lăn sang trái, bay qua phải, phi hành đoàn rơi xuống nước như sung dụng. Hôm sau nhóm của Artemis dẫn đầu nhận nhiệm vụ tìm kiếm nhóm lính Zevo bị mất tích. Khi tới nơi, họ đã gặp phải một trận siêu bão kỳ lạ, mây đen mù mịt đen ùm như cái tiền đồ trị rộng. Cả đội quay đầu chạy khỏi đó nhưng vẫn bị cuốn vào trong cơn bão. Các cột mốc bắt đầu sáng lên như thật đẩy cả hai con xe lăn lê bò tải mấy chục vòng. Cơn bão đẩy cả đội qua thế giới khác nơi có nhiều điều khắc nghiệt, khắp nơi đều là hoang mạc và đầy rẫy những con quái thú to lớn và dữ tợn. Từ đó, họ phải tìm mọi cách để sống sót và tìm đường quay lại thế giới của mình. Liệu họ có thể quay lại? Hãy cùng theo dõi ngay nhé! Sau khi lộn nhào, trộm vía cả nhóm đều không sao, chỉ hơi sang chấn tâm lý nhẹ. Xung quanh anh toàn là cát A, chị đội trưởng cho X đi lên đồi cái xem trước một vòng. U là trời, đó là con xe của nhóm Zevo, không thấy người, chỉ là những cái xác khô cháy đen thui. Mọi người lên xe tìm về đường cũ, Jaycel cố gắng liên lạc với tổng bộ mà chả có tí sóng nào. Để khích lệ anh em, chị đội trưởng hát nghêu ngao ai nói chăn trâu là khổ. Đi thêm một đoạn, họ bắt gặp cả bộ xương khủng long to bự chảng, còn có cả một người mặc đồ thổ dân dùng cung tên bắn vào bộ xương làm phấn đỏ vai ra. Nguyên con quái to ình đuổi theo họ ngày càng gần, chị đội trưởng dùng đại bác bắn mà chả ăn thua, nó húc cho con xe của Linh bị lật. Đát dùng hết sức nổ xe mà không lên, con quái vật hung hãn ăn biết bao là đạn mà vẫn sống nhăn răng. Cảm giác như cả đội có công kích thế nào thì cũng chỉ như mũi đốt cột định cao thế, mãi xe mới khởi động được thế mà cũng bị nó hất cho hỏng hết hàng họ. Tứa thì nằm lăn nằm lóc, Tiller bị con quái nhất bổng lên, anh lôi lựu đạn ra sống còn với nó, ăn hết 5 quả mà con quái không sức nhìn ra nào. Mấy anh chị em núp vào trong hang đá, may là cái hang nó bền con quái không phá được cửa nên nó mới bỏ đi. Cái lùng mía đen thật sự, tưởng thoát rồi ai dè con đó vừa đi lạ có con mới mò tới dùng cặp càng siêu to kẹp lấy chị đội trưởng, vội anh em nổ súng lên tụi nó mới chịu thả người chạy đi. 2 giây sau cả một đàn nữa kéo tới, họ chỉ đành bỏ lại cái xác của chị đội trưởng chạy thoát thân nhưng nó lạ lắm. Người thứ tư lên bảng đếm số là Marcel, con quái nhai sống anh ngay trước mặt mọi người. Phía bên kia, chị đội trưởng tỉnh lại, cô nghe thấy tiếng hét anh em, mắt mờ mờ trông thấy con quái nuốt sống mình. Trong một cái hang đen thùi lùi bốc mùi thung thủng, toàn thứ dơ bẩn nhớp nháp, Đát và Marcel cũng ở đó nhưng họ đã đắp mộ cuộc tình. Chị đội trưởng cầm lấy túi đồ mà mẫm tìm lối ra, càng đi nó càng tối, may quá tìm được Linh còn sống, anh ta như bị trúng độc, tay chân bủn rủn. Trên miệng vết thương ở bụng còn có cả đàn côn trùng chui ra, bonus thêm con quái chặn đường, đang nghĩ xem con này thả lẩu hay xào xả ớt ngon thì Linh bị con quái bỏ vào bụng làm bữa tối. Chị đội trưởng lôi bình ga mini ra hun khói nó luôn, thề cuộc đời mấy con này sống dai vãi linh hồn. Chị đội trưởng bò lê bò lết mãi mới tìm thấy đường ra mà bị nó kéo ngược trở lại. Cô ném băng đạn cuối cùng về phía nó rồi bật mốt trèo lên. Các cụ gánh còng lưng pha này, ban nãy là do chưa nạp nên còn yếu. Bây giờ cô nạp VIP và sơn để tăng đam rồi nên thoát ra được. Cô điên cuồng lấy cắt lau người, còn chưa kịp thở đám quái lại trồi lên. Chúng nó sợ ánh sáng nên mới thấy mặt trời đã lùi lại. Artemis thương tích đầy mình, cố gắng trèo lên mỏm đá cao ngút. Xung quanh chẳng có gì ngoài cát, không một ai ở đây cả. Cô nhặt lấy viên đá ném xuống dưới đập ngay vào đầu con quái hung hãn. Chọc tí làm gì mà căng thế, chị đội trưởng tìm thấy một vũng nước mà nó thôi kinh khủng. Cô cứ đi theo hướng các cụ mách bảo, anh chàng thổ dân đứng trên cao theo dõi cô, đi hoài đi mãi bắt gặp cả đống xác tàu, chẳng có nổi tí nước nào. Anh chàng thổ dân cầm dao lao ra từ phía sau kề lên cổ Artemis, mày tới số rồi con trai, chị Mít thả dao nhưng thượng cẳng chân solo với hắn vào đường. Hai người pha nhau túi bầu túi bụi, chị Mít dùng bạch cổ thần trưởng làm thanh niên tự cầm dao đâm mình, bị biến thành kẻ có máu mặt như thế mà hắn ta còn khỏe gây phang chị Mít bất tỉnh nhân sự. Hắn ta trói chị lại rồi đưa đi, hắn nói cái ngôn ngữ gì làm chị chả hiểu. Trời đã tối, đám quái lại ra ngoài hành nghề, hắn ta đưa cô tới một cái hang. Trong bên ngoài hoang tàn đổ nát mà bên trong cảnh vật hữu tình ra phết, anh chàng lấy rượu trên tường mài thành thuốc rồi chấm lên vết thương. Chị biết nhân lúc hắn tụng kinh niệm Phật dùng mảnh đá cắt dây thừng, chờ tới khi trời sáng, hắn ta ra ngoài, rồi trốn vào một góc khoang hắn ta rồi trói lại, cho chừa thói bắt nạt chị đẹp. Tuyên bố thế giới này là của chị. Artemis đang tính múc miếng nước uống cho mát họng mà cái anh chàng này hất đổ cả chậu, bố láo thật sự. Bực bội chị Mít hất đổ hai pho tượng trên bàn của hắn, hắn ta sôi máu bật dậy hai người phang nhau túi bụi. Lợi dụng địa hình địa vật địa lý lớp 10, chị Mít đập hắn te tua tơi tả, hai người đồng nhau ngã lăn quay rơi hẳn ra ngoài. Thanh niên xém tí là rơi xuống hang của đá nghiền nhện. Thấy cũng tội, định mặc kệ mà sợ nghiệp quật nên chị Mít kéo anh ta lên, mắc cái giống gì lôi nhau ra solo để giờ cả hai đều mệt. Chị Mít cười trói cho anh, còn tốt bụng cho miếng xì cula ăn cho bớt đói. Anh chàng cho cô uống kèm miếng nước, tình bạn bắt đầu từ miếng xì cula là có thật. Tuy là bất đồng ngôn ngữ nhưng vẫn hiểu nhau muốn gì. Cả hai đều có ý nghĩ đi tới chỗ cơn bão xét chỉ là con quái vật vẫn ở dưới mặt cát. Ngồi nghĩ không nói chung một tiếng nó mệt ẻ thật sự anh em ạ. Làm hai đứa phải giao tiếp như thời tiền sử. Anh chàng muốn con nhìn nhện ra ngoài chọc con quái, cho hai đứa nó phang nhau. Trời tối, hai đứa bắt đầu hành động,
Chị Mít đứng giữa đồng hát nhung ao dụ mấy con nhện nhện ra ngoài rồi vắt giò lên chạy, dụ nó tới chỗ anh chàng. Anh ta từ trên cao cầm theo đồ long đao nhảy xuống bổ nó con nhện nhện, lấy một cái càng độc của nó rồi chạy đi. Hai người quay về hang động, cười đùa nói chuyện. Chị Mít dạy tiếng Anh cho anh ta, đám thú đang điên cuồng cào cấu bấu xé trên miệng hang. Đợi tới khi trời sáng, hai người dùng chất độc lấy từ con nhện nhện qua chỗ bãi tàu đắm làm cái bẫy xinh đẹp để tặng con quái vật. Hai đứa tìm xem trong con tàu có vũ khí gì rồi đem ra luyện võ công cùng nhau, toàn vũ khí hạng nặng, nỏ thần A Dương Vương, mã tấu các thứ. Luyện cho tới khi thành cao thủ võ lâm rồi mới bắt đầu ra tay. Đầu tiên là bắn thùng chất độc xuống bãi cát, dụ con quái, sau đó hai người công mông lên chạy tới chỗ chiếc xe để lấy vũ khí. Rất nhanh con quái biết mình bị lừa, anh chàng lấy mình làm con mồi dụ con quái để chị Mít qua chỗ cái xe. Nửa đường hai bức tượng của anh bị rơi, lúc anh quay lại nhặt bị con quái túm được. Anh giơ cung bắn thẳng vào mắt nó, ai dè làm nó máu chó hơn. Chị Mít đã túm được súng, bắn nó điên cuồng. Đúng cái khúc quay cần nó lao tới, chị cho nó quả bom. Tưởng có happy ending ai ngờ lại chả ăn thua gì, chị Mít nấp vào trong xe. Trong lúc ngàn cơn treo sợi lông nách, anh chàng thổ dân nhảy lên đầu dùng đồ long đao đâm vào não. Con quái choáng váng hất anh bay mấy chục mét tông vào đầu xe bất tỉnh nhân sự. Chị Mít đánh liều trèo lên đầu nó ấn thanh đao sâu hơn. Con quái lắc đầu liên tội, vùng vẫy như cá chết rồi gục xuống. U là chơi chỉ hạ được nó rồi. Chị Mít chạy qua chỗ anh trai, may quá mạch còn đập, con thở con gỡ. Cô dốc lấy miếng vảy quái vật, buộc dây vào làm thành con xe cải tiến kéo lê anh về phía cơn bão. Xuống dốc nó còn nhàn chứ lúc leo lên đồi cát mệt ẻ thật sự. Đi hết một ngày một đêm gặp bão cát giữa đường. Chị Mít dựng lều dùng hộp sơ cứu hô hấp nhân tạo cho anh. Cơn bão cát kéo tới ngày càng lớn, chẳng mấy chốc hai đứa cái lòn cát không. Sáng hôm sau, chị Mít chui ra khỏi đống cát, may có cái lề nên hai đứa không sao. Họ lại tiếp tục quốc bộ, đi tụt hai hòn dái mới thấy một hòn đảo có sự sống. Khát khô cái cổ họng, chị Mít đang định đi hớp miếng nước thì có con quái chui ra. Anh trai nhanh tay nhanh chân uốn lượn phang cho nó cái cục đầu. Bị dọa một phần hú hồn nhưng đổi lại có mồi để nhậu. Giờ này thì thịt gì cũng ăn, no là được. Tối rồi mà đám thú vẫn chưa chịu ngủ, chạy đi đốt làng đốt xóm, lửa bay tung trời. May là chị Mít đã luyện được bộ môn lửa cháy thần trường, tránh được đám quái. Hai đứa lại bị một nhóm người bắt đi. Ua alo, mỗi mình chị Mít là bị nhốt còn anh trai không sao. Có vẻ như bọn họ cùng một tộc người. Chị Mít nhân lúc không có ai canh đã phá khóa trốn ra ngoài. U là trời, lơ ngơ thế nào đi lạc vào bếp của anh mèo Masterchef, định mượn con dao làm gì căng. Nhờ có anh trai nên chị Mít được ông chú lông lá cởi còng tay. Ông ta nói rằng chị Mít không phải người đầu tiên từ thế giới khác tới đây, có những người khác bị đẩy đến chỗ này nên ông đã học được ngôn ngữ trái đất đôi chút. Nguyên nhân của vụ du hành thời gian này là ngọn tháp trời, nói không phải đùa nhưng nó là tàn tích của thời văn minh cổ đại. Có cuốn sách cổ ghi rằng, người cổ biết cách qua lại giữa hai thế giới, tháp trời chúng là thứ giúp họ làm điều đó. Lúc ông đi khám phá tháp trời đã đụng độ với con quái vật hai sừng nên mới bị lạc mất anh chàng thổ dân. Ngoài ra còn có một con quái nữa canh giữ tháp trời, hầu như không thể khử nó được, điểm yếu duy nhất là ngay trước khi nó phun ra lửa. Ông chú ngỏ ý nếu như chị Mít giúp họ xử lý con quái thì họ sẽ giúp cô về nhà, nói là làm, trời sáng họ lên đường luôn. Mở bắt bằng dải leo núi mở rộng, lắm lúc chả hiểu đi đóng phim gì mà đạo diễn bắt trèo đều lắm thế, đi hết cả một ngày mới tới gần tòa tháp. Nó dùng dung nham để hoạt động, điều khiển cơn bão và tạo ra cánh cổng đến thế giới của chị Mít, nhưng hình như nó đang gặp lỗi kỹ thuật gì đó. Mọi người tiến lại gần hơn, rồi chia nhau ra hành động. Con quái đã có dấu hiệu xuất hiện, trời thì mưa tầm mưa tã, con quái đáp đất rồi lại bật chế độ bay lên. Ông chú cầm đao lao tới, ai có gì dùng nấy. Chị Mít áp dụng chiêu đả cầu bổng mới học được hai ngày liên cùng anh em. Lúc con quái phun lửa, ông chú từ phía sau chém tới, chị Mít bị hất rơi vào cánh cổng không gian. Lúc tỉnh lại đã thấy mình nằm giữa sa mạc Sahara, quân cứu viện đã tới cứu cô. Tỉnh lại lần hai trên máy bay, bọn họ lại gặp một cơn bão. Con quái giang cánh tấn công phi cơ làm nó rơi tự do xuống đất. Về tới nhà rồi vẫn chưa yên, con quái phun lửa như chưa từng được phun, đập phá tất cả mọi thứ, cả ba con chuyên cơ cũng không làm gì được. Chị Mít vận dụng hết kiến thức từ lớp mẫu giáo sống còn với nó, cầm theo con dao lao tới rạch một đường trên cánh nó, tặng kèm khuyến mại cái lựu đạn cho nó biến thành thịt rồng hun khói. Tuy là trời, nó vẫn chưa hẻ, may là có anh chàng thủ dân tới kịp, tặng nó thêm chục cái mũi tên thần thánh, nó mới đậy nắp quan tài ngủ yên. Cơn bão sét lại tới, một cuộc tấn công mới lại mở ra. Chị Mít chơi lớn bảo hai người tắt luôn tòa tháp trời, bộ ba tam kiếm hợp bích xử đẹp con quái, cho trừ cái tội xâm nhập gia cư bất hợp pháp. Còn đánh được hay không thì anh đạo diễn không nói vì bộ phim tới đây là hết mất tiêu. Xem tới đây rồi thì đừng quên tặng chúng mình một like, đăng ký kênh cũng như lắc chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ video hay ho nào từ tôi nhé. Hẹn gặp lại!